Nghệ sĩ Cẩm Thu khóc cho thân phận mình nhiều. Nghệ sĩ Cẩm Thu tâm sự về con đường nghệ thuật và những thay đổi trong cuộc đời mình qua loạt bài gửi đến bạn đọc từ số hôm nay. Xa quê nhà nhiều năm, những ngày qua điều gì làm chị cảm thấy vui nhất khi về quê hương lần này? Tôi cảm nhận được sự thay đổi của thành phố với nhiều công trình mới xây dựng. Tôi định cư sang Mỹ đã 7 năm rồi, nhiều thay đổi lắm. Tôi đã được đến thăm khu dưỡng lão nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh cùng với chồng tôi, nghệ sĩ Philip Nam. Thấy các cô chú mạnh khỏe, phấn khởi, tôi rất mừng. Tôi được mời tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ công nhân, công ty Portion trao quà cho công nhân trong ngày vui này. Tôi và ông xã đã biểu diễn trích đoạn cải lương của soạn giả Phi Hùng mang tên Mai Đào Chung Sắc. Nói về Quang Trung, Nguyễn Huệ và Ngọc Hân, công chúa, tôi hết sức xúc động trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của đông đảo công nhân. Họ rất cần những món ăn tinh thần sau giờ lao động và các buổi biểu diễn văn nghệ hết sức ý nghĩa. Nhìn lại hạnh phúc của đời nghệ sĩ chị nói tiếc điều gì? Một số đồng nghiệp thân thiết với chị đã từng nói, chuyện tình của chị có thể viết thành tiểu thuyết hoặc kịch bản sân khấu. Nếu ba tôi còn sống, soạn giả Trương Vũ, chắc chắn ông sẽ viết kịch bản này vì ông hiểu nỗi đau của cô con gái dấn thân vào nghề hát. Từ năm 10 tuổi đã trôi dạt cùng gia đình trên các ghe hát lên đên khắp miền Trung. Đoàn cải lương sông Hàn thời đó là ngôi nhà của tôi. Cho đến khi tôi lập gia đình, bé bé Linh Tí trên tay, hãy đi đâu mà ngang qua rạp hát thì cháu chỉ, mẹ ơi nhà của mình kìa mẹ. Cả gia đình tôi xem sân khấu là nhà, chuyện tình cảm của tôi cũng từ sân khấu mà hình thành. Nghề hát mang lại bát cơm mỗi ngày cho gia đình, cho con cái được cấp sách đến trường. Nghề hát cũng cho tôi ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ công dân, sống lương thiện và ứng xử với nhau bằng cái tình nghệ sĩ. Tôi không hối tiếc điều gì ngay cả khi chia tay với nghệ sĩ Linh Tâm. Nhiều đồng nghiệp vẫn tiếc rằng chúng tôi đã tự tách rời khi ông Tổ sắp đặt một đôi đào kép được yêu thương trên sàn diễn. Nhưng biết làm sao khi duyên đã cạn, tình đồng nghiệp thì vẫn còn. Sau 3 năm suy nghĩ trong sự giằng xé, khi phải nói lời chia tay, tôi đau khổ lắm. Quả là số tôi lận đận trong tình duyên. Có xem chị diễn một suất hát đặc biệt trong vở Tình Sử Dương Quý Phi. Lúc đó sau nhiều năm định cư tại Mỹ, nghệ sĩ Linh Tâm đã quay về và bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, đóng vai người tình của chị. Suất hát đó khán giả thấy chị khóc rất nhiều. Đó là suất hát tôi không thể nào quên. Anh Linh Tâm bất ngờ về nước và tham gia vở diễn theo lời mời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chúng tôi hội ngộ trong chớp nhoáng và cũng chia tay trong chớp nhoáng. Bởi lúc đó tôi đã biết anh ấy lập gia đình bên Mỹ, có con. Tôi thì vẫn ở với hai cháu Linh Tí, Thu Tâm, mong ngày đoàn tụ càng xa. Tôi khóc cho nhân vật của mình ít mà khóc cho chính thân phận của tôi thì nhiều. Nhưng rồi mọi việc cũng đã qua, chúng tôi nói lời chia tay trong êm đẹp. Sau này khi gặp anh Philip Nam, một nghệ sĩ của cộng đồng kiều bào tại Mỹ, anh ấy thương yêu hai con của tôi và trân trọng nghề hát mà tôi đã dành trọn đời mình để gắn bó. Bây giờ thì vợ chồng tôi vẫn đi diễn phục vụ khán giả kiều bào tại Mỹ. Năm nay về thăm gia đình vì mẹ của anh Philip Nam bệnh nặng. Bây giờ đóng những vai nói về thân phận người phụ nữ vượt qua ngang trái để bảo vệ hạnh phúc của mình, có nước mắt của tôi trong đó. Tôi hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương của chồng tôi. Anh Philip Nam rất tốt với mẹ con tôi và với nghề nghiệp mà tôi đã theo đuổi. Là một nghệ sĩ tài ngang đến với sân khấu, phải chăng nghệ sĩ Philip Nam muốn đương theo chị để tạo dựng một cặp đôi nghệ thuật mới trên sàn diễn cải lương? Anh ấy là học trò của nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, một ngôi sao sân khấu lớn của cải lương miền Nam. Anh ấy được soạn giả Viễn Châu, nghệ sĩ nhân dân Bảy Bá, nhận làm con nuôi và học trò ruột. Tôi biết anh qua sự giới thiệu của bác Bảy Bá đó chứ. Những năm ấy, về quê nhà để thực hiện các video cải lương, tôi đã gặp anh ấy lúc đó là đồng nghiệp với nhau. Sau này khi qua Mỹ lưu diễn, theo lời mời của nghệ sĩ Mai Thế Hiệp, tôi đã gặp anh ấy. Khi đó thì tôi đã ly dị anh Linh Tâm, còn anh ấy cũng chia tay với vợ. Qua tìm hiểu cũng mất 3 năm, chúng tôi mới tiến đến gây dựng mái ấm gia đình. Bây giờ chúng tôi hạnh phúc khi cùng đứng trên sân khấu ca diễn những trích đoạn cải lương, những bài ca cổ. Không dám nghĩ sẽ tạo dựng một cặp đôi mới là thần tượng của khán giả. Vì dù sao cũng đã qua thời thanh xuân rồi, sàn diễn cải lương cũng ít sáng đèn như lúc trước. Miễn sao chúng tôi hạnh phúc khi có nhau từ cuộc đời cho đến sàn diễn, được khán giả trong và ngoài nước dành cho nhiều tình cảm, vậy là đủ.